Mặc dù biết rõ rằng là việc sử dụng các mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tuy nhiên nhiều người tiêu dùng vẫn bất chấp các nguy cơ bởi muốn đẹp lên một cách nhanh chóng. Chính tâm lý này cũng là hành vi tiếp tay cho các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm trôi nổi. Vốn ít, lời cao, thị trường mỹ phẩm trôi nổi cũng vì thế mà trở nên sôi động không kém. Muốn có nhãn mỹ phẩm cho riêng mình, chỉ việc tìm đến đúng nơi, tất cả sẽ được đáp ứng. Bọn em làm này. Không, bọn em không làm sao bọn em có công thức ra ngay được sản phẩm giống tương tự cho anh như này được. Thì bọn em không có công thức trong đây, là bọn em làm sao bọn em ra được sản phẩm cho thế này cho anh chị trong vòng 5 phút. Đây đâu ra. 5 phút sẽ có ngay bộ sản phẩm chăm sóc da, từ dưỡng, chống nắng cho đến trị nám tàn nhang, với giá rất hời. Kem được bán theo cân và dung dịch thì tính theo lít. Rất rẻ không phải nghĩ, rẻ như cho nên không phải nghĩ. Loại rẻ nhất xuống đến 700.000. 700.000 một lít. 700.000 chia cho 33 ra. Chia cho 30ml một lọ thì chỉ cho một lọ thì chỉ có 20.000 tiền ruột thôi ạ. Tiền vỏ hũ đắt hơn tiền ruột. Cả lọ và ruột tính ra tầm 50.000 đồng. Vị chi cả bộ sản phẩm này có giá hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên khi đến tay người tiêu dùng, giá đã gấp 10 lần. Đây hũ này đang bán là 1.500.000. Đấy, cái này là một kem chống nắng, một serum, đây là hũ như này là bán 1.500.000. Hời cao, các đại lý cũng nhanh chóng hình thành. Từ cửa hàng gội đầu cho đến quầy tạp hóa, ai cũng có thể cung ứng mặt hàng mỹ phẩm trôi nổi. Mình đã tìm được nó và mình sẽ đồng hành với nó. Và mình hứa khi mà mình đã đồng hành với nó, mình sẽ lan tỏa nó. Mình sẽ lan tỏa nó để chia sẻ cho tất cả các chị em trong nước. Từ thành phố đến nông thôn chia sẻ hết. Đây, có tuổi như bác này này, vẫn còn đam mê này. Đó, làm đẹp thì không cứ gì là tuổi tác cả đâu nha. Tuổi nào cũng thích đẹp. Ui giời, quá chuẩn, ù con phải thế. Tuổi nào cũng thích đẹp. Cái này được tặng miễn phí hết ạ? Miễn phí, công ty tặng miễn phí để sản phẩm này đó, chị nhìn thấy không? Mồi nhử quà tặng, rồi người bán mỹ phẩm vào vai y sĩ, thăm khám và điều trị miễn phí cho khách hàng ngay tại chỗ. Làm chân đinh, chân sâu, hoặc chàm mà có lông vẫn lên bình thường, vẫn nút lên. Thậm chí lông mày như này các chị tẩy hết như phun mốt em tẩy đi luôn nhá. Và cái này đặc biệt không để lại sẹo. Đổi mồi như thế này thì chỉ có 3 đến 5 ngày là các chị sẽ không nhìn thấy nó luôn rồi nhá. Không phải bác sĩ, không phải nhân viên y tế, không được cấp phép mà lại đi cùng kim để chọc ngoáy lên trên da người khác xong bảo như thế là được. Thế là chữa được bệnh. Còn chưa nói đến việc là trong điều trị nám thì nó cũng chả có cái gì cần phải dùng kim cả. Là bao lâu rồi? Mặc những cảnh báo cùng sự răn đe, lợi nhuận đã khỏa lấp đạo đức người kinh doanh. Những mỹ phẩm trôi nổi vẫn tiếp tục cuộc hành trình săn tìm khách hàng của mình. Đây, đầu tiên thì sẽ bôi trị nám trước. Đấy, thì cái dòng trị nám này là cái dòng trị nám của QT Skin, là chị là nhà sản xuất cũng như là nhà phân phối. Chồng thì sản xuất mà vợ thì nghĩ ra được những cái dòng sản phẩm này để đưa đến tay người tiêu dùng, thì dòng sản phẩm này đều là ăn được, uống được, sẽ hợp cho làn da. Trẻ em có không may uống vào cũng không vấn đề gì cả. Có độ hút của nó. Giờ là lúc hãy nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo. AI thì được ứng dụng ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của cuộc sống để mà hỗ trợ con người chúng ta. Với ngành y tại Anh, các nhà nghiên cứu ở Đại học Cambridge đã sử dụng AI để phát triển một công cụ có khả năng dự đoán liệu những người có dấu hiệu sa sút trí tuệ sớm có thể mắc bệnh Alzheimer hay không. Ước tính, cứ 3 giây lại có một người trên thế giới mắc bệnh Alzheimer, và số người mắc bệnh này sẽ tăng gấp 3 trong 50 năm tới. Con số đáng báo động này đã thúc đẩy các nhà khoa học tại Đại học Cambridge, Anh, nghiên cứu phát triển một thuật toán AI để xử lý dữ liệu từ quá trình chụp cộng hưởng từ. Các nhà khoa học hy vọng công cụ mới này có thể giúp các bệnh nhân được can thiệp sớm hơn và giảm nhu cầu xét nghiệm, chẩn đoán vốn tốn kém và thường xâm lấn. Trong một thời gian dài cỡ khoảng 30 năm, chúng ta không có bất kỳ phương pháp điều trị nào giúp cải thiện bệnh Alzheimer. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi tập trung vào việc dự đoán, chẩn đoán sớm khi có các triệu chứng đầu tiên. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu bệnh nhân được thu thập thường xuyên, không xâm lấn với chi phí thấp, bao gồm kết quả kiểm tra nhận thức và chụp cộng hưởng từ hơn 400 người để phát triển thuật toán. Sau đó tiến hành thử nghiệm với sự tham gia của 600 tình nguyện viên ở Mỹ và dữ liệu của 900 người từ các bệnh viện ở Anh và Singapore. Ưu điểm của AI là có thể phát hiện các chi tiết mà con người không thể dễ dàng thấy được. Ví dụ những hình ảnh chúng ta xem có thể có một số thay đổi nhỏ về độ phân giải đến từng mm mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60-80% các trường hợp sa sút trí tuệ. Vì lý do này mà việc phát hiện sớm là rất quan trọng, bởi điều trị ở giai đoạn đầu sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Công nghệ AI hiện đang được phát triển này được cho là có độ chính xác cao hơn gấp 3 lần trong việc dự đoán sự tiến triển của bệnh Alzheimer so với tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại dành cho bệnh nhân. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, nhờ chủ động trong điều hành, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt 1.038,1 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách nhà nước ước đạt là 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán, xấp xỉ mức thực hiện của năm ngoái. Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước quyết liệt ngay từ đầu năm, rà soát các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ở những địa bàn, lĩnh vực có điều kiện để bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, đã tham mưu đề xuất các chính sách giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân với quy mô vào khoảng 184,86 nghìn tỷ đồng. Một con số đáng chú ý khác, đó là chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 2 vừa qua đã công bố ở mức 51,3. Về triển vọng dài hạn thì gần 70% doanh nghiệp bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới. Và sự tự tin này được phản ánh qua tỷ lệ các doanh nghiệp sẽ đề xuất Việt Nam là điểm đến đầu tư. Những thách thức được các doanh nghiệp châu Âu bày tỏ xoay quanh những việc như là nhiều quy định còn chưa rõ hoặc là được giải thích theo nhiều cách khác nhau, thủ tục hành chính thì còn khó khăn khi xin thị thực và giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Chiều nay thì Ngân hàng Nhà nước vừa có buổi làm việc với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB. Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập của Ngân hàng AIIB với 109 quốc gia thành viên, tương đương chiếm khoảng 65% GDP toàn cầu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á Kim Lập Quần đánh giá cao đóng góp của Việt Nam và khẳng định cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Đến nay, AIIB đã tài trợ cho 3 dự án với tổng trị giá 223 triệu đô la Mỹ, tập trung tại khu vực tư nhân, không có bảo lãnh của chính phủ. Trong thời gian tới, AIIB mong muốn mở rộng đầu tư, thúc đẩy thêm hoạt động tài trợ ở cả khu vực công, các dự án hạ tầng giao thông, đường sắt, năng lượng tái tạo của Việt Nam. Thị trường lao động tại các tỉnh phía Nam đang có xu hướng phát triển tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và nhu cầu phát triển. Đơn hàng mới thì tăng mạnh và đảm bảo tiến độ sản xuất từ đây cho đến cuối năm và nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động liên tục. Số lượng tuyển dụng trong từng nhóm ngành nghề lên đến hàng chục ngàn lao động. Công ty may mặc Bowker tại Bình Dương đang nhận được nhiều đơn hàng mới. Mỗi tháng khoảng 1 triệu sản phẩm, tăng gấp đôi so với cuối năm ngoái. Nhưng việc mở rộng sản xuất phải chậm lại cũng vì thiếu hụt lao động. Do cái đơn hàng nó quay trở lại sau những thời vụ khó khăn trước đây, thì đầu năm thì công ty đã có kế hoạch là tuyển dụng 1.500 lao động. Tuy nhiên tới điểm này á, là qua thời gian vàng để tuyển dụng rồi, nhưng mà công ty mới chỉ đạt được khoảng 70% số lao động cần tuyển. Còn tại tập đoàn Đại Dũng, hiện nhà máy đang cần tuyển dụng thêm 200 kỹ sư và 500 thợ có tay nghề. Số lượng này đã tăng đột biến so với nửa đầu năm, vì các đơn hàng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho đối tác trong nửa cuối năm, đặc biệt là các sản phẩm kết cấu thép tiêu chuẩn cao về mặt kỹ thuật. Chúng tôi là 70% thị trường là xuất khẩu. Và các dự án mà chúng tôi đang thực hiện tại Việt Nam thì cũng là các cái dự án trọng điểm mang tầm quốc gia. Các dự án này thì thường đòi hỏi chất lượng sản phẩm rất là cao, tính thẩm mỹ cao và tiêu chuẩn rất là khắt khe. Rồi trong khi đó thì cái tiến độ giao hàng cũng rất là chặt chẽ. Và đấy là lý do tại sao mà chúng tôi cần phải gấp rút hoàn thiện trong cái 6 tháng cuối năm này. Cơ khí chế tạo và dệt may da dày là các nhóm ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng lao động cao tại các doanh nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong nửa cuối năm nay, thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng lao động khoảng 160.000 vị trí việc làm. Trong đó thì các nhóm ngành nghề đang nhận được nhu cầu lao động cao như là ngành công nghiệp trọng điểm và nhóm ngành dịch vụ chủ yếu. Các công ty cung ứng lao động cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao là do kinh tế tăng trưởng ổn định, doanh nghiệp có sự gia tăng đơn hàng từ nước ngoài và khối doanh nghiệp mới thành lập. Ghi nhận từ Manpower, đơn đặt hàng tuyển dụng lao động từ các doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam trong nửa cuối năm, trung bình mỗi tháng cần từ 8.000 đến 9.000 lao động, tăng gấp 4 lần so với hồi đầu năm. Cũng theo những cái số liệu mà chúng tôi đã ghi nhận thì các cái doanh nghiệp trong khối lĩnh vực sản xuất cũng như là lĩnh vực về dịch vụ như là thương mại điện tử, logistics thì các khách hàng đã tăng đều đặn cái nhu cầu tuyển dụng trong cái khối lao động phổ thông từ 10 đến 20% đều đặn mỗi tháng. Để thu hút người lao động, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như lương thưởng,
bảo hiểm xã hội, tăng ngày nghỉ phép từ 12 ngày lên 14 ngày một năm và hỗ trợ xe đưa đón. Ngoài ra, doanh nghiệp còn chấp nhận đào tạo người lao động chưa có kỹ năng và nới lỏng độ tuổi từ 18 đến 40 để bắt kịp tiến độ sản xuất đến cuối năm.